Kinh vui vờ long mến chào quý cộng đoàn. Kính thưa quý cộng đoàn, Đại hội Ủy ban Mục vụ Gia đình năm 2022 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất dựa trên chủ đề của Đại hội Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh. Quý đại biểu đã được lắng nghe những trải nghiệm của Đức Cha Chủ tịch về Đại hội Gia đình tại Roma diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm 2022 mà Ngài tham dự trong vai trò trưởng phái đoàn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bắt đầu ngày làm việc thứ nhất dựa trên chủ đề của Đại hội Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh. Quý đại biểu đã được lắng nghe những trải nghiệm của Đức Cha Chủ tịch về Đại hội Gia đình tại Roma diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022 mà Ngài tham dự trong vai trò trưởng phái đoàn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cảm nghiệm sâu xa nhất đối với Đức Cha Chủ tịch là bầu khí gia đình của Đại hội, bởi tham dự viên hầu hết là các gia đình đến từ 120 quốc gia trên thế giới. Ngoài những phần thiết yếu như huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi khai mạc với lễ hội gia đình cũng như bài giảng trong thánh lễ bế mạc đại hội, lời khai mạc và chào mừng các đại biểu của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và sự hiện diện của Đức Hồng Y Angelo Zezon Artis, Giám quản Giáo phận Roma, phần dẫn chương trình, các bài thuyết trình, các chứng từ cũng như các hoạt động khác đều được thực hiện bởi các gia đình. Để giúp các tham dự viên của đại hội cảm nghiệm được phần nào những trải nghiệm từ đại hội gia đình tại Roma, Đức Cha Chủ tịch đã nhắc đến 5 chứng từ của các gia đình, được chính những người đã sống kinh nghiệm ấy trình bày. 1. Chứng từ về sự khác biệt tôn giáo và đau khổ vì người cha bị sát hại. 2. Chứng từ về một gia đình Ukraine đến Italia tị nạn do chiến tranh, với thông điệp đón tiếp gia đình tị nạn là đón tiếp Chúa. 3. Trải nghiệm về sự hy sinh tính mạng của một người mẹ để cứu lấy mạng sống người con. 4. Chứng từ của một gia đình quyết định đi đến hôn nhân bí tích sau 10 năm chung sống và đã có 4 người con, với thông điệp hôn nhân không là điểm đến, nhưng là điểm khởi hành. Và chứng từ về hoa trái của mục vụ gia đình trong việc giúp các đôi hôn nhân vượt qua khó khăn, thử thách. Qua giờ chia sẻ này, Đức Cha Chủ tịch một lần nữa khẳng định tinh thần và bầu khí của đại hội phải là sự gặp gỡ và lắng nghe các gia đình và trong bầu khí gia đình. Những suy tư, cảm nghiệm, lời kể và cả thần thái của Đức Cha đã giúp cho các tham dự viên cảm thấy như được thông dự, được truyền thêm lửa tình yêu vào các gia đình và nhờ đó họ được thôi thúc dấn thân với giáo hội, cách riêng với Ủy ban Mục vụ Gia đình trong việc phục vụ các gia đình để làm cho vẻ đẹp rạng rỡ của tình yêu hôn nhân được biết đến. Tiếp đến, Đức Cha Chủ tịch đã giúp Đại hội học hỏi thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2022. Trong giờ hướng dẫn này, Ngài nhấn mạnh đến việc củng cố hiệp thông các gia đình, các giáo xứ, các tổ chức bằng việc sống lời Chúa, sống mầu nhiệm thánh thể, sốt sáng cử hành và tham dự phụng vụ và thực thi đức ái trong gia đình. Trong vai trò là thư ký của Ủy ban và cũng đại diện cho Linh mục của Giáo hội Việt Nam tham dự Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10, Cha Jose Hà Đăng Định đã trình bày tổng quát về Đại hội Gia đình tại Roma. Với những gì trải nghiệm từ Đại hội Gia đình tại Roma, Cha Thư ký đã chia sẻ những cảm nghĩ cùng những bận tâm của Ngài trong lĩnh vực mục vụ gia đình. Cũng là những đại biểu tham dự Đại hội Gia đình Thế giới, anh chị Doan Báo Tích Sita Thiện và Anna Cúc, Tổng giáo phận Sài Gòn và nữ tu Teresa Ngọc Lễ, dòng Đa Minh Thánh Tâm đã tiếp nối phần chia sẻ cảm nghiệm của mình về Đại hội Gia đình tại Roma mà họ đã được tham dự. Mỗi người mỗi trải nghiệm khác nhau, nhưng cùng chung một tâm tình đó là được hít thở bầu khí gia đình tại giáo đô. Để giúp các tham dự viên có nhiều cơ hội lắng nghe cũng như kiến tạo mối liên kết giữa những người dấn thân mục vụ gia đình, ban tổ chức của đại hội đã dành thời gian quý giá sau giờ cơm tối để lắng nghe những chia sẻ, những khó khăn, những thao thức cho lĩnh vực mục vụ gia đình từ các tham dự viên. Kết thúc ngày làm việc thứ nhất của đại hội, các tham dự viên đã quây quần bên thánh thể Chúa để cùng tạ ơn về một ngày làm việc đã qua và cùng nhau cầu nguyện cho các gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Vui Vlog. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành trên quý vị và các bạn.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.